Vâng, cô tu cụ già dạ, dẻ nhất cả nước xin kính chào toàn thể bà con cô bác ạ. Chào mừng toàn thể bà con cô bác đã quay trở lại kênh của bán kem ngày hôm nay. Vâng, bà con cô bác mình đi đâu mà vội mà vàng dừng chân ghé lại gian hàng xe hơi của em để mình tham khảo khi là mình lựa chọn những cái mẫu xe mà nó phù hợp túi tiền của nhà mình nhé. Như thường lệ thì tiếp tục ngày hôm nay thì em sẽ đi báo giá cho bà con cô bác xem những dòng xe, những mẫu xe mới về và những mẫu xe tồn đọng đang có mặt ở cửa hàng bên em. Một trong số những salon lớn nhất khu vực thành phố Hải Phòng ạ. Em đang có lượng xe lên đến tổng khoảng 200 đầu xe để phục vụ cho bà con cô bác. Bà con cô bác mình đang có nhu cầu quan tâm về xe hoặc là mình đang có ý định thôi. Đấy thì hãy vào xem video của em. Nhất là ủng hộ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Còn nếu mà bà con mình ai đã xem thiện chí hơn nữa thì gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286 ạ. Đặc biệt bà con xem thì nhớ like, đăng ký, chia sẻ nhé. Bây giờ thì em sẽ báo giá lần lượt để cho bà con xem cũng như bà con lựa chọn. Và chiếc đầu tiên là một chiếc xe chỉ có hơn 60 triệu thôi. Đấy. Chiếc xe Daewoo Matiz sản xuất năm 2008, máy nổ còi kêu 4 bánh quay đều, điều hòa mát, lốp dép dày nhé, màu trắng biển Hà Nội. Mặc dù là tập lái thế nhưng mà xe cũng thật sự là cũng còn khá là chất lượng, đăng kiểm này tháng 5 2024. Và giá của chiếc xe Daewoo Matiz này thì em đang bán chỉ có 62 triệu rồi. Đấy, 62 triệu. Nếu mà bà con mình mua về tập lái thì biển Hà Nội này chúng ta để sử dụng cũng khá là hợp lý đấy ạ. Đấy, 62 triệu cho mẫu xe Daewoo Matiz 2008 nhé. Và một cặp Spark 2010 con biển 18 Nam Định này thì tư nhân chủ đủ này, đăng kiểm thì đến tháng 4 2024. So với con kia thì đăng kiểm chỉ ít hơn 2 tháng thôi. Nhưng đặc biệt con này thì đã có đầy đủ chứng minh hộ khẩu của chủ xe. Giá thì rẻ hơn con kia, con này chỉ có 73 triệu đồng thôi. Con này không có chủ nhưng mà giá thì cao hơn một chút, 76 triệu. Biển Thanh Hóa nhé, đăng kiểm tháng 6 2024. Đấy, màn hình to phạc này, đấy, màn hình cam lùi có đầy đủ hết rồi và giá là 76 triệu. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning 2016 với động cơ máy 1.25. Con này thì thực sự là có dịch vụ. Nhưng mà màu đỏ nguyên bản của nó này, được lên na răng đúc rồi, đăng kiểm cũng vẫn còn, giá là 185. Thường thường thì những dòng xe dịch vụ thì đa số là đổi màu, 100 con là hết 99 con là đổi màu rồi. Đấy, cái này đặc biệt là không đổi màu nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Morning nữa, cũng là dịch vụ ra rồi, 2015, 180 triệu thôi. Đăng kiểm con này thì nó hết đăng kiểm thì em sẽ có trách nhiệm đăng kiểm mới. Một chiếc xe Kia Morning tập lái 90 tránh nắng 2011 và vẫn là phong cũ bản Việt nhé. Biển 37 Nghệ An 101. Một cặp Kia Morning tự động, một con 204 màu đen và một con 208 màu xanh. Con 204 này một chủ này, biển Quảng Ninh 14N4995. Đó, độ đèn bi gầm 204 nhưng đến 2008 là mới lăn bánh nhé. Đăng kiểm con này cũng vẫn còn 125 triệu thôi. Còn con màu xanh này thì là 2008 ạ. Số của nó vẫn là số thẳng, chưa lên zig zag, vì zig zag có phải là 2010 cơ. Đấy. Zig zag thì em đang có hai con 2010. Với chiếc xe này mang biển Hải Phòng màu xanh 158 triệu, xe nhập 1.0 nhé. Với dòng xe Kia Morning bản nhập thì nó được trang bị máy của nó là 4 máy nên nó rất là khỏe luôn. Một cặp Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2014, biển 17 và biển 11 đều là 24 cả, đều là dịch vụ ra tên, màu trắng, màu bạc và giá thì đồng đều là 185 triệu thôi. i10 2017 form mới, gia đình sử dụng không dịch vụ nhưng mà vẫn là bản thiếu ạ, 228. Đây là chiếc xe Kia Morning bản SLX bản đủ đây. Đấy, bản đủ form mới rồi 2010. Thì với chiếc xe này thì nó được trang bị số zig zag, máy eco, điều hòa auto, được trang bị tarang bông hoa mai.
ấy, trang bị màn hình cam lùi cảm biến lùi rồi này. Và giá bán của chiếc xe Morning này là 215, em đang còn màu xanh 2010 nữa. Kia Morning 2017 gia đình sử dụng không dịch vụ điện 20 Thái Nguyên, được lên Naragduk đăng kiểm mới 235 triệu. i10 2014 này, con này thì dịch vụ ra tên rồi, màu bạc biển Hà Nội. Đặc biệt con này đã được lên Naragduk nhé, nhưng mà vẫn là bản thiếu ạ. Morning i10 thì em đang có rất là nhiều, đa số những dòng xe hatchback là Morning i10, chứ còn Spark với lại Matiz thì chỉ có đang có 3 con thôi. Vâng, với chiếc xe này thì em đang bán là 188 triệu 24 nhé. Chiếc xe Kia Morning bản SI bản đồ 2016, kia là một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ, màu kem bơ biển Hà Nội 30F23740, với giá bán của nó là 242. Đấy, ta đang file rất là đẹp, giải đèn led đèn bi. Và tiếp tục đây là chiếc xe Hyundai i10 sản xuất năm 2018, quên ạ, con này là 2019 này. Đấy, 2019 nhé. Gia đình sử dụng không dịch vụ, bản 1.2. Đấy, bản 1.2 thì nó sẽ khoảng hơn là bản 1.0 ạ, biển 28 Hòa Bình, giá bán là 270 thôi. Vâng, i10 2015 dịch vụ tư nhân biển Hải Dương 198 triệu nhé. Chiếc xe Kia Morning tự động 2010 với động cơ máy 1.0 biển Hải Dương 34A23656, với dòng xe này thì được lên xích sắt cởi máy Eco nên cũng khá tiết kiệm nhiên liệu, giá bán là 215. i10 2014 bản đủ gia đình sử dụng không dịch vụ biển 22 229 nhé. Một chiếc xe Kia Morning 2019 gia đình sử dụng không dịch vụ, một chủ, biển 20 Thái Nguyên, biển rất là đẹp, 20A31769 ạ, không lỗi nhé, em có thể bao test thợ thoải mái luôn, với giá bán là 255. Và chiếc xe Kia Morning màu vàng này thì 2016 này, xe thì có dịch vụ, đấy, dịch vụ nhưng mà ra tên tư nhân rồi, màu vàng. Đấy, trước thì nó cũng là màu vàng, bây giờ thì là ra tên tư nhân thôi, trước là taxi Yến vàng đấy. Hiện tại thì em đang cắt lỗ còn có 180 triệu nhé. Kia Morning sản xuất năm 2018 và đăng ký bằng 2019. Một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ, được lên Naragduk full đồ, màn hình cam lùi cam hành trình. Em đang giảm giá xuống còn 26 và 235 thôi, để 235. Hyundai i10 2014, con này biển vàng, tư nhân, full đồ, lăng đúc, đèn gầm, xi nhan trên gương, đề lộ. Hiện tại em đang bán là 188 triệu thôi. Với chiếc xe Touareg Cruise sản xuất năm 2011, động cơ máy 1.8 tự động, em đang bán là 245 này. Và trên đây là i10 sản xuất năm 2016, 1.0 số sàn nhé, biển Thanh Hóa. Xe thì cũng có dịch vụ điện nhưng mà ra tên tư nhân rồi. Đấy, hiện tại thì em đang bán là 215 thôi. Với mẫu xe Vios sản xuất năm 2010 thì là bản limo nhé, bản limo đã được nâng kịch rồi, 169. Mẫu xe Forerunner sản xuất năm 2002 bản đủ 1.8. Có đây có túi khí an toàn này, phanh đĩa 4 bánh này, đèn bi nguyên bản này, đăng kiểm 6 tháng nữa, một chủ biển Hà Nội. Hiện tại em đang bán chỉ có 125 triệu thôi. Màn hình cam lùi cam hành trình có đầy đủ nhé. Vâng, tiếp tục đây là chiếc xe Daewoo Lychetti bản SE 2010, một bộ xe gia đình sử dụng không dịch vụ, xe nhập, form dáng đẹp, thể thao. Hiện tại con này em đang bán chỉ có 199 triệu thôi, đấy, 199 ạ. Chiếc xe Honda Civic sản xuất năm 2008, động cơ máy của nó là 1.8 đây, phân khúc C từ nghĩa của Nhật 212. Vâng, chiếc xe Vios 2017 bản E mới về cả bên em này,
Con này là gốc Hà Nội nhé, hiện tại thì mang biển Hải Phòng. Giá bán của nó là 336 triệu. Thời điểm trước thì tầm giá này thì chúng ta chỉ mua được E215 dịch vụ thôi. Đấy. Nhưng bây giờ thì mua hẳn được một chiếc xe gia đình đấy 2017 nữa cơ. Và tiếp tục đây là một chiếc xe bán tải Mazda BT50 2013 tự động 3.2 máy dầu nhé. Màu vàng cát biển Quảng Ninh 345. Con này thì em bán rồi thì sắp sửa giao vào Sài Gòn này. Vâng, chiếc xe Daihatsu Matiz 2008 tự động 1.0 nhé. Một mẫu xe tập lái chính mới tránh nắng khá là ok đây. Nhỏ nhắn, thích hợp với chị em phụ nữ chúng ta mua về để đi làm này, hoặc là chở con cái đi học thì cũng rất là hợp lý đây. Biển Hà Nội màu xanh 130. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao Hyundai Tucson 2010, động cơ 2.0 tự động. Biển Hải Phòng màu trắng ạ, xe đẹp không lỗi 415. Tiếp tục đây là một chiếc xe Captiva sản xuất năm 2009 ạ, động cơ 2.4 tự động nhé. Đây là máy xăng màu vàng cát biển Hải Phòng, hiện tại em đang bán với cái giá là 238 triệu rồi. Vâng, bán tải Forerunner sản xuất năm 2009 ạ. Động cơ của nó là 2.5 tự động biển Bắc Giang 265 triệu. Vậy là một chiếc xe Kia Morning Van. Con này thì trước khi rút hồ sơ thì bây giờ em mới ra tên biển Hải Phòng đây. Con này là 2013 nhé, 2013. Đấy, nhưng mà lăn bánh của nó là 2015. Giá như là 188 thì phải. Đấy. Một cặp Vivante, một con số sàn và một con tự động. Con màu bạc là số sàn 125 và con tự động đây thì là 145 triệu cùng đời nhé. Đều là 2008 đấy ạ. Một chiếc xe 5 chỗ gầm cao CRV sản xuất năm 2007, động cơ 2.0 nhé. Với mẫu xe này thì mang biển 18 Nam Định, giá bán là 285 triệu này. Toyota Vios bản G sản xuất năm 2009, động cơ máy 1.5, form này là form cũ biển Hà Nội 275 triệu. Tiếp tục đây là một chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2008, động cơ 2.5 tự động máy dầu biển 21. Hiện tại thì con này em đang chào bán với cái giá là 299 triệu nhé. Và tiếp tục phía đằng sau là một chiếc xe Mercedes CLK 300 2009, em đang giảm giá sập sàn này. Thời điểm mới về em bán là 465, nhưng bây giờ em đang bán với giá chỉ có 365 triệu thôi. Giảm đúng 100 triệu đồng so với năm ngoái nhé. Đấy, con này em đã tổ chức sinh nhật rồi đấy ạ. Đúng năm rồi, hơn năm rồi đấy ạ. Năm gần tháng rồi, đấy. Và tiếp tục đây là một chiếc xe máy dầu em cũng đang giảm 50 so với thời điểm trước. Chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2008, động cơ 2.5 tự động máy dầu biển Hà Nội. Con này đăng kiểm của nó em mới đăng kiểm vào tháng 5 2024. Không có lỗi khí thải ấy và không có hiện tượng ăn dầu ngấm dầu nhá. Giá bán thì chỉ có 299 triệu thôi. Tiếp tục đây là chiếc xe Jolly 2003 này, bản đủ form cũ 75 triệu. Mẫu xe Hyundai Santa Fe Gold sản xuất năm 2003, động cơ 2.0 tự động máy dầu bản full, cửa sổ trời, điều hòa auto, ghế điện, màu đỏ mận biển Bắc Giang 198 triệu thôi. Và chiếc xe này thì em đang bán với cái giá sắt vụn nhé. Đấy, bán với giá cân sắt vụn. Innova này nhận cọc 20 triệu anh ở Hà Nội rồi. Trong nữa thì em sẽ tháo biển giúp hồ sơ nhé. Hôm qua anh cọc thêm 10 triệu. Đấy, vì hôm mùng 2 là anh xem anh cọc 10 triệu rồi. Và hôm qua thì chuyển cọc thêm cho em 10 triệu rồi. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Carens sản xuất năm 2016, động cơ 2.0 bản đủ
gia đình sử dụng 319 giảm xuống còn 265. Dạ vâng, chiếc xe bán tải Premio sản xuất năm 2011, động cơ 3.2 số sàn máy dầu nhé, 156. Vâng, tiếp tục đây là một chiếc xe Bullitt XL sản xuất năm 2009 này. Động cơ máy 1.8 tự động nhé. Chiếc xe mang biển Hải Phòng, đáy màu bạc. Đời cao tự động sedan 5 chỗ rộng rãi mà tầm tiền chỉ có 119 triệu đồng thôi. Đấy, có trang bị mà cảm biến lùi này, cam lùi này, đấy, điều hòa auto, phanh đĩa, đấy, đèn pin nguyên bản nhé. Đấy, 119 triệu đồng thôi. Và một chiếc xe tự động, đây là Vios bản E218. Đấy, bản E thì nó sẽ khác bản G là không có đèn bi và không có điều hòa auto. Với chiếc xe Vios bản E tự động này thì mang biển Hải Phòng, giá bán là 418 triệu nhé. Vâng, Fortuner 2010 tự động 2.7 2 cầu biển Hà Nội, màu bạc. Với dòng xe này thì bà con yên tâm là chắc chắn là không ai chạy dịch vụ đâu, vì 2.7 cơ mà. Đấy, giá bán là 358 triệu. Vâng, Innova sản xuất năm 2010 bản G. Xe thì dịch vụ nhưng mà ra tên tư nhân rồi. Đấy, màu bạc xịn nguyên bản nhé, cắt lỗ còn 255. Và Daewoo Lanchetti bản SE 2010 gia đình sử dụng không dịch vụ biển Hà Nội. Con này cũng đã full đồ như là áp suất lốp này, đấy, na răng đúc này, màn hình cam lùi, cam hành trình. Hiện tại em đang bán với giá chỉ có 195 thôi. Đấy, con này thì anh em bán rồi đây. Trong nữa thì vận chuyển cùng với chiếc xe Mazda Brahma kia. Một người mua hẳn hai con. Đấy. Vâng, tiếp tục phía trên đây là một chiếc xe Innova bản Z 2007 nhé. Động cơ 2.0 biển Hà Nội, 165. Vios G sản xuất năm 2019, động cơ máy 1.5 tự động nhé. Form mới 7 túi khí an toàn, máy eco điều hòa auto. Với giá bán của con này là 495 ạ. Toyota Vios 2007 bản Limo, 129 triệu. Chiếc xe Daewoo Lanchetti bản CDX 2010 biển Hải Phòng 15A02905. Hiện tại thì con này em đang bán với cái giá là 222 triệu nhé. Cửa sổ trời điều hòa auto này, đấy, vô lăng tích hợp. Một chiếc xe nó rất là đẹp vì chủ xe họ mới thay bốn có lốp mới tinh này. Giảm sóc đằng sau cũng là mới, dầu nhất mới định kỳ luôn. Đấy, giá thì chỉ có 222. Và con bên cạnh màu đỏ đây thì 209 ạ, thấp hơn con này một đời. Cái này thì là bản 6 túi khí an toàn nhé. Cửa sổ trời cũng điều hòa auto này. Giá bán chỉ có 209 triệu thôi. Dạ vâng, chiếc xe Vios bản E 2017 thì đây là một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ nhé. Một chủ từ đầu luôn. Máy zin từ mặt sàn cò 340 triệu thôi. Đấy, 340. Daewoo Gencha 2009 gia đình sử dụng không dịch vụ một chủ với dòng xe Gencha Việt 125. Tucson 2010 số tự động 2.0 biển Hải Phòng nhé, 425 triệu, giảm số còn 400 thôi. Daewoo Lanchetti bản CDX 2008 động cơ máy 1.6 tự động biển Bắc Giang 189 triệu. Vâng, tiếp tục trên là một chiếc xe Vios bản E 2018, một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ nhé, một chủ từ đầu, đấy, đèn bi gầm, máy zin từ mặt máy và giá bán là 358 triệu đồng này, đấy, một chủ nhé. Một chiếc xe Vios nữa 2011 bản E dịch vụ tư nhân rồi, biển Quảng Ninh 225 triệu.
Mazda 6 2017 tự động 2.0 cửa sổ trời, phanh tăng điện tử, điều hòa auto, đèn bi. Con này giúp hồ sơ cầm tay rồi. Đây là bà con chỉ việc sang tên bấm biển thôi. Vừa ra bán là 545. Vios E 2015 này, dịch vụ tên công ty, màu đen xịn nguyên bản, với giá bán là 299. Kia Rio số sàn 2011, xe nhập hàng, biển 38 Hà Tĩnh, 175. Và Kia K3 số sàn 2014, gia đình sử dụng không dịch vụ, 348 này, màu đen biển Hải Phòng, điều hòa auto, giải đèn led, đèn bi. Và tiếp tục chia là một chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2009. Với động cơ con này là 2.0 tự động nhé. Bản full cửa sổ trời, điều hòa auto, đèn bi 252. Gentra Việt 2009 ạ. Với động cơ máy 1.5 số sàn, em đang bán là 116 triệu thôi. Dạ vâng, chiếc xe Toyota Vios bản E sản xuất năm 2014 ạ. Một mẫu xe gia đình sử dụng không dịch vụ nhé. Một chủ đầu, máy zin, keo chỉ zin, độ đèn bi, áp suất lốp, lốp rất là dày, đăng kiểm 1 năm nữa. À, giá bán chỉ có 315 thôi. Mẫu xe Vios G 2007 159 triệu. Và mẫu xe Honda Accord sản xuất năm 2010. Động cơ 2.0 tự động nhé, em đang bán với giá là 315 thôi. Hyundai Accent sản xuất năm 2012, form cũ, bản form cũ nhé, form cũ và chưa phải là bản Blue, giá bán là 265 triệu thôi. Vios sản xuất năm 2015, bản Z số sàn 1.3, 245 triệu, em đang cắt lỗ đây. Mẫu xe Hyundai Sorota 2004 này, tự động 2.0 nhập Hàn, cắt lỗ còn 142. Và chiếc xe Daewoo Lachetti bản SE 2010, gia đình sử dụng không dịch vụ, biển 37 Nghệ An, 199 triệu này. Kia K3 một chiếc xe phân khúc hạng C, bản full nhất, bản đủ nhất đi ạ. Ghế điện, cửa sổ trời, điều hòa auto, biển 99, em đang bán với giá là 415. Và Toyota Vios sản xuất năm 2010, bản Limo đã được lân kịch, biển Hải Phòng, phanh điện 4 bánh, hệ thống xi nhan trên gương, đăng kiểm cuối năm, giá bán là 175. Accent 2018 form mới, bản bản này thì nó có giải đèn led, đèn bi, đề lộ, order mới chạy có 6 vạn thôi, đấy hơn 6 vạn tí ạ. Và giá bán của chiếc xe này thì chỉ có 380 nhá, 380. Một chiếc xe Kia K3 tự động bản 2.0 2014, giải đèn led, đèn bi. Với chiếc xe này thì có cả ghế điện nữa cơ điện. Em đang trong quá trình cắt lỗ, thu hồi vốn còn có 395 triệu thôi. Kia Forte sản xuất năm 2013 nhé, 1.6 số sàn, gia đình sử dụng không dịch vụ. Trước là 275, giảm xuống còn 255 triệu thôi. i10 sản xuất năm 2015, bản 1.2, bản thiếu nhé, sedan 5 chỗ. Hiện tại thì trước em bán 245 triệu, nhưng bây giờ em đang giảm xuống còn 201 thôi. Và tiếp tục đây là một chiếc xe Vios bản E sản xuất năm 2014 này, một mẫu xe bản đủ, cái biển Bắc Giang, màu hot, giá hot luôn, chỉ có 295 triệu thôi, đăng kiểm 1 năm nữa. Và xe của nó rất là đẹp, máy zin, keo chỉ zin hết, nội thất sáng sủa nhé. Daewoo Lachetti CDX 2009, động cơ máy 1.6, 229 triệu. Daewoo Gentra nhập khẩu 2010, biển 98 Bắc Giang, túi khí an toàn này, và hệ thống gương cục xe, màu lông chuột, gốc Hà Nội, 159. Chiếc xe Nissan Sulli sản xuất năm 2013, động cơ máy 1.5 số sàn, dịch vụ tư nhân rồi, em đang bán với cái giá là
195 nhé. Civic tự động 2008 phiên bản 2.0 này, nó sẽ có cửa sổ trời, giá là 265 thôi. Ford Fiesta sản xuất năm 2011, động cơ máy 1.6 tự động nhé, biển Hải Phòng, 245 triệu, màu đen. Với mẫu xe Vios bản E sản xuất năm 2013, con này thì 2013 vẫn là phong cũ, được trang bị đèn chì na đăng tâm này, tư nhân một chủ nhé, dịch vụ nhưng mà tư nhân, thì hiện tại hiện đang bán là 245 triệu thôi. Lancetti CDX sản xuất năm 2010, biển Quảng Ninh, màu đen, 229 triệu. Hyundai i10 sản xuất năm 2015 bản 1.2, bản thiếu nhé, dịch vụ nhưng mà tư nhân một chủ, màu trắng xỉn nguyên bản, không đổi màu, hiện tại em đang giảm xuống còn 225 triệu. Với mẫu xe Cruze sản xuất năm 2013, động cơ máy 1.6, dịch vụ tư nhân rồi, 245. Chiếc xe Hyundai Accent sản xuất năm 2009 này, động cơ máy 1.4, xe nhập nhé, với giá bán con này là 162. Vios 2010 bản limo đã được nâng kịch, 169 triệu, màu bằng cát. Và tiếp tục đằng sau là chiếc xe Hyundai Avante tự động này, bản 1.6 biển Quảng Ninh, màu lông chuột, 292 triệu. Còn con bên cạnh thì là Avante tự động như là bản 2.0 nhé, máy nó sẽ to hơn bản 1.6, 289. Hyundai Venue 2008 1.4, dịch vụ tư nhân đấy, với giá bán của con này là 145 triệu thôi. Chiếc xe với tầm tiền hơn 100 triệu mà em có thể bao tết thợ thoải mái, Nissan Soli 2013, động cơ máy 1.5 số sàn, zin từ mặt máy nhé, keo chỉ zin, kính kiệt zin hết. Đấy, con này em đang bán chỉ giá chỉ có 195 thôi. Civic sản xuất năm 2008 ạ, động cơ máy 1.8 số sàn nhé, biển Thái Bình, 198 triệu đồng. Vâng, vừa rồi thì em cũng đã tranh thủ đi báo giá cho bà con cô bác xem những dòng xe, những mẫu xe đang có mặt ở cửa hàng bên em. Bà con cô bác mình đang có nhu cầu quan tâm về xe thì nhấc máy gọi điện cho Ô Tô Cũ giá rẻ nhất cả nước qua số điện thoại là 0397265286. Đặc biệt bà con xem thì nhớ ủng hộ cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.